chúng ta đã nghe khá nhiều về những hồn ma hắc ám luôn đem lại nỗi sợ hãi kinh hoàng. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không tưởng tượng được rằng ở đâu đó ở ngoài kia vẫn có thể có sự tồn tại tình yêu giữa ma và người, và Ila cũng không phải ngoại lệ. Điều đó thậm chí xảy ra với chính bản thân cô. Ngày xưa ngày xưa, ở một tòa lâu đài nọ, có một cô bé tên là Ila. Mặc dù sống trong cảnh giàu sang, nhưng cô bé lại vô cùng cô đơn. Cha cô bé thì bận đi làm kiếm tiền, còn mẹ cô bé thì mãi mê với việc nhà, nên không ai quan tâm đến cô bé cả. Thật là chán quá đi. Bố mẹ suốt ngày bận rộn, giá như mình có một người bầu bạn thì tốt biết mấy. Ila suốt ngày lủi thủi một mình. Hàng đêm, cô bé ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cửa sổ ngắm thế giới bên ngoài kia. Bỗng một hôm, cô bé nhìn thấy một bóng sáng đang ngồi trên chiếc xích đu trong giường. Cô bé chạy ra khỏi phòng thông báo với bố mẹ rằng có người đang ở trong vườn. Khi họ ra kiểm tra thì không thấy gì. Họ lại nghĩ rằng Ila bị mơ ngủ. Đâu có đâu, con gái à, chắc là con mơ ngủ rồi. Không phải, là thật. Cậu thấy rõ ràng có người ngồi trên đó, nó còn chuyển động nữa mà. Đủ rồi Ila, không có ai ở đây cả, con nên đi ngủ sớm đi. Ila bực tức quay trở lại phòng, nàng ôm chú gấu Teddy của mình vào lòng và tâm sự. Teddy, rõ ràng là mình thấy có người ở đó mà, tại sao bố mẹ lại không tin mình cơ chứ? Đây là chú gấu Teddy mà Ila đã thấy trong phòng mình khi cô bé mới chuyển đến đây. Kể từ đó, Teddy đã trở thành người bạn thân thiết duy nhất của Ila trong căn nhà này. Một hôm, sau khi quay trở lại phòng mình sau bữa tối, Ila chợt nhận ra cánh cửa phòng mình đang hé mở. Cô từ từ bước lại gần, và những gì cô bé nhìn thấy qua khe cửa thực sự làm Ila giật mình. Không hiểu từ khi nào, một hồn ma đã xuất hiện trong phòng của Ila. Nó đang nhìn chú gấu Teddy của cô bé với vẻ mặt dò xét. Ila nhanh chóng mở cửa bước vào trong sự kinh ngạc của hồn ma kia. Anh là ai? Tại sao lại vào phòng của tôi hả? Cô thấy tôi à? Dĩ nhiên, anh định làm gì Teddy? Anh nói mau đi. Tôi là một hồn ma. Tôi sống ở đây được gần 100 năm rồi. Cô cứ ngồi xuống đây, tôi sẽ kể lại câu chuyện của tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Thật mà. Quả ra, hồn ma đó chính là Henry, người con trai của chủ cũ của ngôi biệt thự này. Cũng giống như Ila, Henry rất cô đơn trong căn biệt thự sang trọng. Sau một thời gian, Henry bỗng nhiên mất tích một cách bí hiểm. Bố mẹ chàng đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thể nào tìm thấy Henry ở đâu. Do chịu không nổi cú sốc nên cũng rời căn nhà mà đi. Chỉ còn Henry ở lại đây từ đó đến bây giờ. Đó là toàn bộ câu chuyện. Khi tôi nhận thức được trở lại thì mình đã trở thành một hồn ma rồi. Nhìn bố mẹ ra đi nhưng không biết làm cách nào. Tôi cố gắng gọi nhưng mà họ không hề nghe thấy. Thật tội nghiệp. Cha mẹ của ta cũng suốt ngày mãi mê với công việc. Ta hiểu được cảm giác đó. Hay là từ bây giờ chúng ta trở thành bạn nha, có được không? Từ hôm đó, Ila có thêm một người bạn. Họ rất hợp tính nhau. Ila suốt ngày ở trong phòng nói chuyện với Henry. Và không biết từ khi nào, Ila dường như đã có tình cảm với Henry. Mặc dù cô biết rằng chuyện tình này cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Chẳng lẽ ta đã yêu Henry rồi sao? Sao lại như thế cơ chứ? Con người làm sao có thể yêu hồn ma được? Nàng làm sao vậy? Không có gì đâu. Henry à, ta thấy người ta bảo sau khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ được lên thiên đường. Sao chàng vẫn ở đây vậy hả? Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà ta cảm nhận được linh hồn ta bị trói chặt với lâu đài này. Ta không thể rời khỏi khuôn viên của lâu đài, dù ta đã thử rất là nhiều lần. Từ sau khi Henry xuất hiện, Ila trở nên rất tươi tỉnh, vui vẻ. Bố mẹ Ila cũng rất ngạc nhiên với điều này. Tuy nhiên, họ cũng không quá quan tâm đến việc đó. Ila, dạo này con có chuyện gì vui hay sao vậy? Đúng là có chuyện vui. Nhưng mà con nói ra bố mẹ cũng không tin đâu ạ. Cho nên thôi đi. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, có một sự kiện đã diễn ra trong tòa lâu đài. Nó suýt chút nữa cướp đi tính mạng của Ila. Khi cô nàng đang đứng ở giữa đại sảnh thì bỗng nhiên chiếc đèn chùm phía trên đầu cô lung lay dữ dội và ngay lập tức rơi xuống đầu cô. Nàng cẩn thận, mau tránh ra. Ila nhảy sang một bên, cô thực sự sợ hãi với những gì vừa xảy ra. Ila, con có làm sao không con? Con không sao à? Thật nguy hiểm quá, con lên trên phòng đi. Mẹ sẽ bảo bố kiểm tra lại, sao nó có thể rơi xuống được kia chứ.
Ila cùng Henry quay trở lại phòng. Cô nàng vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra. Thật ra thì nàng nên cẩn thận với Teddy. Hả? Teddy? Tại sao lại phải cẩn thận với Teddy chứ? Tại sao? Có thể nàng chưa biết, trước đây Teddy cũng chính là đồ chơi ưa thích của ta. Mà không chỉ của ta, nó còn là đồ chơi ưa thích của tất cả những đứa trẻ đã từng ở đây. Nhưng mà dần dần chúng đều biến mất hoặc qua đời một cách kỳ lạ. Chỉ có Teddy là vẫn còn ở đây thôi. Hơn nữa, lúc nãy sau khi chiếc đèn chùm rơi xuống, ta còn thấy một ánh mắt ở trong phòng của nàng, nhìn trộm xuống dưới. Mà trong phòng này chỉ có Teddy mà thôi. Hả? Thôi nào Henry, đừng tưởng tượng như thế. Teddy chỉ là một chú gấu bông thôi mà. Mà nó là bạn thân của ta. Ta không tin là nó muốn làm hại ta đâu. Đừng nhắc đến chuyện này nữa được không hả? Đừng nói như vậy mà. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó có một sự kiện kinh hoàng diễn ra, và nó làm Ila phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Teddy. Teddy như biến thành một sinh vật có lý trí, đang dùng thuật thôi miên để điều khiển Ila theo ý mình. Thông thường, sau khi Ila ngủ, Henry sẽ dạo chơi ngoài vườn. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên Henry thấy Ila bước ra khu vườn, phía sau là chú gấu Teddy như đang điều khiển Ila. Henry giật mình kinh hãi. Nàng ấy... Teddy... Không lẽ nào những điều mình lo ngại là đúng? Henry lập tức bám theo Teddy và Ila. Họ cùng nhau đi về phía góc tối nhất của khu vườn. Dưới sự điều khiển của Teddy, Ila lập tức kéo một chiếc dây leo, và một mật thất lập tức xuất hiện ra trước mặt hai người. Trong mật thất là một thế giới hoàn toàn khác, xương người rải rác khắp nơi. Có lẽ nào những bộ xương này là của những người đã từng mất tích ở đây, và trong đó có cả mình. Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Henry lập tức bừng tỉnh và đuổi theo Ila. Teddy điều khiển Ila đến phía cuối mật thất, nơi có một quả cầu thủy tinh đang trượt sáng. Phía trong quả cầu dường như có hàng trăm ngàn linh hồn đang gào khóc. Teddy dường như muốn điều khiển Ila tiến về phía quả cầu và chạm tay vào nó. Dừng lại, ngươi lại, tại sao lại muốn làm hại nàng ấy? Trong sự ngạc nhiên của Henry, một linh hồn bay ra từ thân xác của chú gấu Teddy. Hóa ra, đó chính là một phù thủy hắc ám trước đây đã trị vì vùng đất này. Tuy nhiên, trong một lần đại chiến với pháp sư tối thượng, bà ta đã bị phong ấn linh hồn trong mật thất này. Và từ đó, bà ta phải đi thu thập đủ 1.000 linh hồn và đưa vào quả cầu thủy tinh để hồi sinh bản thân mình. Ngươi lại... Ta là ai sao? Ta là phù thủy tối thượng, là người khiến cho người trở thành một hồn ma đó. Phù thủy tối thượng? Tại sao ngươi làm hại ta? Tại sao lại đưa nàng ấy tới đây chứ? Ngươi đừng hòng làm hại nàng ấy. Đừng có hòng. Ngươi có đủ bản lĩnh đó hay sao? Còn tại sao hay sao? Vì cả hai ngươi sẽ thành vật hiến tế cuối cùng của ta. Ngay lập tức, những tia phép thuật được bắn về phía Henry. Chàng vội vàng né tránh. Trong lúc bay lượn xung quanh, chàng vắt óc suy nghĩ cách để đánh bại mụ phù thủy kia. Làm sao bây giờ? Sao mụ ta lại đưa nàng ấy tới đây? Chết tiệt! Sao mình không hề có ký ức gì về căn phòng này? Nếu đã bị cướp đi linh hồn, tại sao linh hồn của mình lại không ở trong quả cầu kia? Làm sao mà Henry có thể nhớ được? Vì chính mụ ta là người đã thôi miên chàng và đưa chàng đến đây. Tuy nhiên, trong lúc không để ý, linh hồn của Henry đã may mắn thoát ra khỏi nơi đây. Quái lạ, linh hồn của hắn đâu rồi? Henry vắt óc suy nghĩ, và cuối cùng dường như chàng đã nghĩ ra điều gì đó. À đúng rồi, là nó. Chỉ cần phá hủy nó là được. Tuy nhiên, vì quá vui mừng nên Henry đã lộ ra sơ hở. Ngay lập tức, chàng bị tia phép thuật của mụ phù thủy đánh trúng, khiến linh hồn của Henry bị trói chặt lại. Tiếng thét và hình ảnh đau đớn của Henry dường như đã tác động mạnh lên tâm trí của Ila. Nàng chợt bừng tỉnh. Thấy vậy, Henry ngay lập tức sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với Ila. Đừng, nàng đừng nói gì cả. Henry, tại sao bà ta lại muốn giết chàng? Tại sao ta lại ở đây? Bà ta là phù thủy hắc ám, muốn thu thập các linh hồn để hồi sinh. Chúng ta là những linh hồn cuối cùng. Nàng hãy nghe lời ta, lập tức phá bỏ quả cầu thủy tinh kia. Bà ta sẽ bị tước hết sức mạnh. Và nhớ rằng, đừng chạm tay vào quả cầu. Nếu không,
linh hồn của nàng sẽ bị hút vào đó. Để thực hiện kế hoạch, Henry tìm cách để đánh lạc hướng mụ phù thủy. Phù thủy hắc ám, ngươi sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình. Tại sao? Sắp chết mà mạnh miệng quá. Ngươi cứ ở đây chờ chết đi, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ila liễn ra sau, nhẹ nhàng nhặt chiếc chổi đang nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà lên. Bởi vì ngươi sẽ không thu thập được bất cứ linh hồn nào nữa. Không, đừng làm như vậy mà, không. Ngay lập tức, Ila sử dụng chiếc chổi để phá vỡ quả cầu thủy tinh. Nó vỡ tan và các linh hồn thi nhau bay ra. Cảm ơn cô bé dũng cảm. Không thể nào, không, không bao giờ. Nàng ơi, ta phải đi rồi. Ta yêu nàng, hẹn gặp lại nàng ở trên thiên đường. Và từ hôm đó, mọi thứ trở lại bình thường. Tòa lâu đài đã không còn vẻ u ám thường ngày. Tiếng cười luôn tràn ngập trong căn nhà. Về phía Henry và Ila, họ vẫn gặp nhau trong giấc mơ mỗi đêm, chờ đến ngày hai người được đoàn tụ ở trên thiên đàng. Trong một vương quốc xinh đẹp nọ, có một ngọn núi lửa lớn nằm cạnh khu rừng xanh tươi. Đó là lãnh địa của nữ thần Hika. Ngay cạnh đó là một dòng sông tươi mát chảy qua khu rừng, bao quanh cung điện hoàng gia do nữ thần Aferi cai quản. Họ là hai chị em, nhưng tính nết hoàn toàn trái ngược. Aferi thân thiện và được mọi người yêu mến. Nàng nắm giữ y thuật quyền bí nhất trong vùng, thường dạo chơi và chăm sóc khu rừng thiên của vương quốc. Trong khi đó, Hika vô cùng ngang ngược và hung dữ. Chỉ cần khiến nàng không vừa ý là nàng sẽ thiêu đốt và trừng phạt bất kỳ ai. Vì vậy tất cả mọi người đều rất sợ hãi. Trong một lễ hội diễn ra trong rừng được Aferi chủ trì, người dân cùng nhau nhảy múa và vui chơi. Hika cũng được mời tới dự. Thấy Aferi thân thiện với mọi người thì coi thường. Em gái ta vẫn ngốc nghếch như thế. Đường đường là một nữ thần mà lại đi hạ mình với đám dân thường và bày trò vô bổ như vậy. Đúng lúc đó, chàng hoàng tử trẻ đẹp và lịch thiệp của vương quốc ấy là Cooper cũng vừa tới tham dự lễ hội. Xin chào, ta là hoàng tử Cooper của vương quốc này. Rất hân hạnh được ra mắt hai vị nữ thần xinh đẹp. Cảm ơn nàng, nữ thần Averi, vì nàng đã dạy y thuật cho những người dân của ta và giúp đỡ họ rất nhiều. Vừa thấy hoàng tử, nữ thần Hika đã ngay lập tức phải lòng chàng. Sao trên đời này lại có một người đẹp trai tuấn tú đến thế? Dường như ta đã phải lòng chàng mất rồi. Cho đến khi Cooper từ biệt trở về, Hika vẫn không thể thôi nghĩ về chàng hoàng tử trẻ đẹp. Làm sao để bắt được Cooper trở về bên ta bây giờ nhỉ? Ta muốn cử hành hôn lễ với chàng ấy. Mọi thứ ta muốn đều phải thuộc về ta. Thế nhưng ta lại không thể tới cung điện của chàng để cầu hôn được, bởi bao quanh nó toàn là nước. Ta cần tìm một sứ giả có sức ảnh hưởng đầy ta đến đó để đề xuất hôn sự với chàng hoàng tử. Phải rồi, đó chính là em gái Aferi của ta. Nhưng lỡ nó quyến rũ Cooper của ta thì sao nhỉ? Nhưng nếu không phải nó thì chẳng ai thích hợp hơn được. Hika đem chuyện mình muốn cầu hôn hoàng tử Cooper nói cho Aferi biết, nàng dọa nạt em gái một cách ngang ngược. Ta có chuyện này muốn nhờ em đây, em không thể từ chối được đâu. Vâng, em sẵn sàng. Vậy có chuyện gì thế? Hika đem chuyện mình muốn cầu hôn hoàng tử Cooper nói cho Aferi biết, nàng dọa nạt em gái một cách ngang ngược. Nhớ lấy em gái, trong vòng 3 ngày em phải đưa Cooper về đây cho ta. Nếu không thể lấy được chàng, cả khu rừng này sẽ phải chìm trong biển lửa giận dữ của ta. Hãy đi ngay đi. Không, ta không thể để cho Hika phá hủy khu rừng thiên này được. Như thế dân chúng nơi đây cũng sẽ phải chịu khổ mà thôi. Thế là Aferi phải đồng ý với điều kiện của Hika. Có thế chứ, tốt lắm em gái ta. Aferi nhanh chóng lên đường tới cung điện của Cooper. Chàng hoàng tử rất vui mừng, ra ngoài đón chào nữ thần nước và mời nàng vào trong. Hoàng tử Cooper, ta tới đây để cầu xin chàng. Xin chàng hãy đồng ý với đề xuất của ta về một cuộc hôn sự. Hả, thật sao Aferi? Đó là nữ thần lửa Hika, chị gái của ta. Là Hika sao? Vậy mà ta cứ tưởng... Thế chàng tưởng là ai hả? Không, không có gì. Nàng cứ nói tiếp đi. Đề xuất này khiến tất cả đều bất ngờ, vì ai cũng sợ Hika, chẳng ai dám lấy nữ thần lửa ngang ngược làm vợ. Cooper cũng không hề thích nữ thần Hika. Người mà chàng vẫn âm thầm thích là Aferi, nhưng chưa dám nói.
Every. Rất tiếc nhưng ta xin được từ chối. Ta không hề có tình cảm gì với nữ thần Hika cả. Ta không thể làm điều này được đâu. Nhưng Copper à, nếu chàng không đồng ý, Hika sẽ cho núi lửa thiêu rụi khu rừng thiên và người dân sẽ phải chịu khổ. Ta và chàng đều không muốn điều đó xảy ra. Đó chính là lý do vì sao ta cầu xin chàng hãy chấp nhận cuộc hôn sự của Hika. Thưa hoàng tử, nữ thần lửa Hika nổi tiếng ngang ngược đã nói là sẽ làm như vậy thật đó. Xin ngài hãy suy nghĩ, sinh mạng của người dân đều nằm trong tay của ngài đó. Nếu là như vậy, vì vương quốc, vì sinh mạng của mọi người, ta không còn lựa chọn nào khác sao? Thôi được rồi, ta đồng ý. Nhưng ta cần phải thu xếp trong một ngày. Vậy nên sáng mai ta sẽ lên đường cùng với nàng. Nàng có thể nghỉ lại đây hôm nay được chứ? Được, nếu trong cung điện có ai bị bệnh cần chữa trị, ta sẵn sàng giúp đỡ mà. Tối đó, khi Averi đang chữa bệnh cho mọi người, thì một con rắn độc lớn xuất hiện. Đó là con rắn thành tinh đáng sợ đã ẩn nấp trong khu vực cung điện. Nó lao tới tấn công, khiến Averi phải làm phép tạo ra phòng bảo vệ che chở cho những người dân bên cạnh và không thể tự bảo vệ mình. Con rắn nhân cơ hội tấn công Averi, nhưng đúng lúc đó, hoàng tử Cooper đã lao tới che chở cho Averi và nhận lấy phát cắn từ con rắn độc. Cooper đang gắng sức dùng vũ khí tiêu diệt được con rắn độc, nhưng rồi gục xuống ngay sau đó vì chất độc đã ngấm vào người. Trong lúc nguy cấp, chàng đã thổ lộ tình cảm của mình. Averi, xin lỗi nàng vì ta không thể trở về kết hôn với Hika được. Nhưng thật ra, người ta yêu chính là nàng. Ta không thể để nàng gặp nguy hiểm đâu. Ta không thể để cho Copper vì ta mà chết được. Ta sẽ dùng bí thuật hồi sinh để cứu Copper sống lại. Nhưng bí thuật này phải mất nhiều thời gian và công sức. Ta đành sai hẹn với Hika vậy. Averi thấy Copper hy sinh tính mạng để cứu mình, nàng cũng nhận ra tình cảm của chàng dành cho mình. Vậy là Averi quyết định dùng bí thuật để hồi sinh Copper. Nhưng cũng vì thế mà họ không thể kịp trở về gặp Hika đúng hẹn trong vòng 3 ngày. Thời hạn chỉ là 3 ngày, mà cả tuần rồi Averi vẫn chưa trở về. Nhất định là nó đã phản bội ta, tìm cách quyến rũ Copper của ta rồi. Ta sẽ khiến khu rừng này và tất cả thần dân trong vương quốc phải gánh chịu hậu quả của Everi đã gây ra. Chỉ khi một lễ cưới với tình yêu đích thực diễn ra ở đây, sức mạnh của nó mới có thể giúp khu rừng này hồi phục trở lại như trước. Núi lửa phun trào, lửa và nham thạch nhanh chóng hủy hoại khu rừng thiên. Người dân quanh vùng phải kéo nhau bỏ chạy, tình cảnh vô cùng lầm than. Để xem Everi và Copper sẽ tránh ta đến bao giờ. Nhất định ta sẽ chinh phục được Copper và ta sẽ khiến chàng phải yêu ta say đắm. Khi Averi đã cứu được Copper và cùng nhau quay lại, họ đã thấy tình cảnh khu rừng bị tàn phá vô cùng tiêu điều. Sao bộ chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Nhất định là Hika đã trả thù ta. Tất cả là tại ta. Chỉ vì ta mà khu rừng thiên đã bị Hika tàn phá. Ta có lỗi với khu rừng và có lỗi với mọi người nữa. Ta phải làm sao đây? Ta thấy xấu hổ quá. Khu rừng đã bị phá hủy rồi, ta phải làm sao chứ? Đúng vậy, tất cả là tại ngươi. Ngươi đã phản bội ta, quyến rũ chàng Copper của ta. Hika, đó là bởi vì em phải hồi sinh và cứu mạng Copper cho nên mới sai hẹn với chị thôi. Em không cố ý đâu mà, chị hãy tin em. Đúng vậy, ta đã bị rắn độc cắn mất mạng, nhưng giờ Averi nên mới sống lại được như thế này đó. Nói láo, trên đời này làm gì có phương pháp hồi sinh. Averi, đã vậy ta sẽ hủy đi nhan sắc của ngươi, để ngươi không còn quyến rũ được ai nữa. Hika không tin lời Averi. Nữ thần lửa nổi giận phun lửa tấn công em gái, muốn hủy đi nhan sắc của nàng. Averi vội tạo ra một khiên nước cản lại. Hika, tại sao chị lại không tin em? Làm thế nào chị mới buông tha cho em và cả khu rừng này chứ? Em không muốn chiến đấu với chị gái mình đâu. Hika nói lại cho Averi nghe về lời nguyền của mình lên cánh rừng và tỏ ra vô cùng ngang ngược. Ta chỉ tha thứ cho ngươi và cánh rừng này nếu Copper bằng lòng cưới ta. Chắc chắn ta sẽ khiến cho chàng phải yêu ta say đắm. Sức mạnh tình yêu của chúng ta sẽ giúp cánh rừng này hồi sinh như trước. Thế nào Copper? Cánh rừng và vương quốc này vô tội. Lẽ nào chàng lại nhẫn tâm để chúng bị quỷ quại thế này sao? Một đám cưới hạnh phúc của chúng ta sẽ hóa giải được tất cả và đem tới sự hồi sinh cho khu rừng. Đúng là rất đẹp phải không? Ta phải làm sao đây? Ta, Averi và tất cả người dân sẽ chỉ yên ổn nếu như ta nhận lời cưới Hika. Nhưng ta không yêu nàng ấy. Người ta yêu là Averi. Copper và Averi buồn rầu nhìn nhau, rồi chàng dũng cảm đưa ra quyết định cuối cùng. Được rồi, ta sẽ đồng ý lấy nàng. Hika, nếu nàng trả lại sự sống cho cánh rừng này và sự bình yên của người dân vương quốc. Tốt
tốt lắm, Copper của ta. Có thế chứ, ta cũng hứa với chàng như thế. Nào, chúng ta hãy tổ chức lễ cưới ngay ở đây thôi. Vậy là lễ cưới của Copper và Hika được tổ chức long trọng ngay trước khu rừng. Mọi người miễn cưỡng tới tham dự và chúc mừng với sự ép buộc từ Hika. Hika, mong nàng hãy nhớ những lời của mình hứa, hãy giúp khu rừng hồi sinh trước đã. Chàng yên tâm, chuyện đó quá dễ với ta. Nào, hãy tập trung sức mạnh tình yêu của chúng ta và chứng kiến sự kỳ diệu của nó. Nữ thần lửa với vẻ rất tự tin nắm lấy tay Copper làm phép rồi định hồi sinh khu rừng. Nhưng điều kỳ lạ thay, tro bụi không hề tan đi, khu rừng cũng chẳng thay đổi chút nào, vẫn xám xịt và u ám như trước. Thế là thế nào? Sức mạnh tình yêu của ta và Copper không đủ ư? Chẳng lẽ chàng không hề có một chút tình cảm nào dành cho ta? Phải, đó chỉ là mối tình đơn phương của nàng, còn ta không hề muốn thế. Một tình yêu cưỡng ép không thể hồi sinh được khu rừng này. Giờ đây, ta sẽ lấy hết can đảm ra để nói rằng người mà ta muốn lấy không phải là Hika, người mà ta yêu là Averi. Ta chỉ muốn cưới nàng ấy và muốn sống cùng nàng ấy cả đời thôi. Hika hoàn toàn thất vọng và sụp đổ. Không thể nào, ta không tin, điều này không phải là sự thật. Averi và Copper ôm lấy nhau, họ trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Điều kỳ diệu xảy ra, từ nụ hôn tình yêu của họ tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, át đi u ám và tro bụi từ cánh rừng. Khắp nơi lại bừng sáng, tươi tốt trở lại trong sự hò reo chúc mừng của mọi người. Averi cũng không quên Hika, nàng lại gần, nhẹ nhàng đỡ lấy chị gái đứng dậy và khuyên nhủ. Hika, tình yêu đích thực đến từ sự tự nguyện của hai bên. Dù cho chị có cưỡng ép được Copper, chị cũng vĩnh viễn không thể nào có được trái tim của chàng, không thể nào chị hạnh phúc được. Nếu nàng tiếp tục ngang ngược như vậy, nàng sẽ không biết được thế nào là tình yêu và sự cảm thông của mọi người đâu. Phải rồi, trước hết chị hãy thử thay đổi để trở nên hòa nhã và thân thiện hơn với mọi người xem nào. Rồi nàng sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình thôi mà. Các người nói đúng. Thôi được, ta sẽ coi đây là bài học cho tình yêu và cách đối xử cho bản thân mình. Ta chấp nhận buông bỏ. Từ đó, nữ thần lửa Hika đã từng bước thay đổi, trở nên thân thiện và tốt đẹp hơn trong mắt mọi người. Nàng không còn dùng sức mạnh ngang ngược để đe dọa ai nữa. Còn hoàng tử Copper và nữ thần Averi lương thiện đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Lễ cưới của họ đang diễn ra tưng bừng trong niềm hân hoan của cả vương quốc. Họ sống bên nhau hạnh phúc cùng cả vương quốc đến suốt đời.